quý vị và các bạn, như vậy là đêm chung kết hôm nay đã trao giải nhì đầu tiên cho bạn Gia Linh. Vâng, Gia Linh thân mến, bây giờ con đã đạt giải nhì trong chương trình Doremi năm 2012, con có vui không? Dạ, thưa chú, con rất vui nhưng mà con hơi buồn là con không được như con mong muốn. Con rất vui nhưng mà hơi buồn vì không được như con mong muốn giải nhất đúng không nào? Vâng. Hy vọng rằng đây sẽ là một điểm, một dấu mốc để con có thể phát huy hơn tài năng của mình và con sẽ thành công hơn nữa trong tương lai. Một tràng vỗ tay dành cho bạn Gia Linh. Ngày hôm nay Trấn Thành xin chia sẻ một cái cảm nghĩ rất là chân thành của Trấn Thành là ngày hôm nay con không nhận được giải cao nhất của Doremi 2012, nhưng mà chú Trấn Thành nghĩ rằng là sau cuộc thi hát này con rất có khả năng trong những cuộc thi về diễn xuất, và chú Thành nghĩ rằng là con sẽ là, ngoài ca sĩ ra thì con sẽ là một diễn viên rất là tài ba nếu con tham gia và con yêu thích để con theo đuổi nó nha. Cố gắng lên con nha. Vâng, xin cảm ơn diễn viên Trấn Thành. Một lần nữa xin chúc mừng cho Gia Linh. Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giải nhì thứ hai và xin mời ca sĩ Thái Thùy Linh công bố. Xin mời. Giải nhì thứ hai thuộc về một bạn nhỏ đã có một cái sự lột xác kinh khủng, một cái sự tiến bộ vô cùng rõ rệt từ cái vòng loại cho đến ngày hôm nay là chung kết cuối cùng của Doremi 2012. Ngày hôm nay tuy rằng con đã không đoạt được giải cao nhất, nhưng tôi nghĩ rằng đây là một sự thành công mà quá là lớn lao, và tôi rất mừng cho một bạn nhỏ đã đạt được giải nhì thứ hai của Doremi 2012. Một bạn nhỏ 8 tuổi đến từ Hà Nam, bạn Đích Hằng. Còn lòng thân tình mang trò về và trông rất tình. Mèo, mèo, ao con mèo, nó rất ngoan. Đến mức là khi mà đã đứng cạnh ban giám khảo thì tay bạn ấy vẫn đang làm những động tác của một con mèo. Ngủ đi, ngủ ngoan, ngày mai trời sáng lên, mẹ đi học vui. Lo lo hát hân hoan, ngờ mây chưa tràn. Cậu đi tổ bé, cậu không được thả bom đâu đấy nhá. Bích Hằng, xin mời Bích Hằng, vỗ tay cho Bích Hằng. Một lần nữa xin mời giám khảo Trấn Thành lên trao giải. Ôi không khóc nhá. Bích Hằng thân mến, vì sao nhận giải mà con lại khóc? Khóc nức nở thế này. Dạ con ơi chú, vì con cảm thấy giải nhì này rất là cao với con rồi ạ. Con đã thực hiện được ước vọng của mình ạ. Ước vọng của con khi tham gia Doremi là gì? Nào nói thật, nào không nấp nữa. Con ơi chú, ước vọng của con khi tham gia Doremi là con chỉ mong muốn được khán giả luôn nghĩ đến con, và con được giải nhì, giải gì cũng được ạ. Vâng, thật tuyệt vời, mong muốn khán giả luôn nhớ đến con và được giải nhì hay giải gì cũng được, nói rất vần. Vâng, xin chúc mừng cho Bích Hằng và một lần nữa xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Không biết là bây giờ khi mà chúng ta đã hết thời gian để bình chọn thì không biết là MC Diệp Chi, bạn đã tổng kết xong tất cả các kết quả bình chọn dành cho các thí sinh hay chưa? MC Diệp Chi. Vâng, cổng bình chọn của chúng tôi đã chính thức đóng lại và kết quả cuối cùng đã có rồi. Nhưng mà anh Xuân Bắc ơi, anh chớ sốt ruột, bởi vì trước khi chúng ta công bố kết quả thí sinh được yêu thích nhất thì hãy cùng
theo dõi một phần trình diễn rất đặc biệt, đó là sự kết hợp của hai bạn nhỏ Lam Vi, Trúc Ly cùng nam ca sĩ Đức Tuấn qua ca khúc Hát, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Vũ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đến với giọng ca trữ tình trầm ấm. Album Music of the Night năm 2009 sẽ giúp anh nhận được cú đúp giải cống hiến. Anh cũng chính là một chuyên gia đặc biệt của Doremi năm 2012, hay đó chính là ca sĩ Đức Tuấn. Hát cho gian đi đậm say và hát vang đến cuộc sống không còn vô nghĩa. Hát 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 với bao tình yêu thương phát trào. Hát cho niềm tin ngày mai và hát mang đến cuộc sống cho muôn người. Vì cuộc đời vẫn có lúc vui mơ, nên yêu thương sẽ xóa bao buồn phiền, đau thương sẽ qua đi. Vì cuộc đời không rơi trá hận thù, nụ cười dễ dàng rỡ trên môi mọi người, loài người luôn hạnh phúc.